Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp những dòng phục Racing Boy dành cho những dòng xe như là Figo, Zanos và Luviad. Đây là một mẫu xe tương đối là dành cho phái đẹp, nhưng những anh trai, những chàng trai và những người chồng thân mến của tôi ơi, các bạn muốn lấy điểm với người phụ nữ của mình thì hãy mua những mẫu phục này thay cho họ đi. Phục không chỉ đẹp mà còn đem lại cái sự nhún êm ái hơn, đầm hơn cho chiếc xe, tạo nên cái sự an toàn cho người phụ nữ của các bạn khi đi trên phố. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đối với dòng phục này. Nhưng trước khi đến với video clip thì Vinh xin nói lại một điều nữa. Đó chính là chính sách bảo hành phục của Racing Boy đó chính là 12 tháng một đổi một về lõi của sản phẩm. Về tất cả những dòng phục Racing Boy ở đây hay là những dòng sản phẩm đang có bán tại shop 2 bánh về dòng phục Racing Boy đều được chế độ bảo hành tương tự như vậy. Thì đối với dòng xe Zanos hay là Figo thì nó sẽ sử dụng chung size phục với lại Vario. Thì chúng ta có thể giới thiệu những cái mẫu phục mà đang có tại đây cho các bạn. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ đến với dòng Racing Boy C-Series. Thì đối với dòng này hiện tại ở đây Vinh không có chuẩn bị kịp sẵn mẫu để giới thiệu đến cho các bạn, cho nên cảm ơn các bạn xem hình ảnh giùm Vinh nha. Với dòng phụ Racing Boy C-Series chúng ta sẽ có giá bán là 930.000 đồng. Đây là một mẫu phụ có thiết kế đơn giản với một màu full đen kết hợp cùng với ti vàng, đem lại sự cứng cáp cho dàn chân, sự êm ái trong khả năng vận hành. Hoặc nếu như các bạn muốn có một sự lựa chọn khác thì sau đây Vinh sẽ giới thiệu đến cho các bạn dòng phục Racing Boy có mã là MB2. Thì đối với mã này, ti bạc chúng ta sẽ có giá là 1.050.000 đồng. Có 3 màu sắc để các bạn lựa chọn là đỏ, vàng và đen. Hoặc là phiên bản ti vàng chúng ta sẽ có giá là 1.320.000 đồng. Chỉ có duy nhất một màu full đen ti vàng mà thôi. Với thiết kế của Racing Boy, MB2 vô cùng đẹp, trẻ trung, chất lượng. Chân phục được làm bằng sắt rất cứng cáp, an toàn trong khả năng vận hành. Phục có chế độ tăng chỉnh độ nén của lò xo. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những mẫu phục có bình dầu. Phiên bản đầu tiên mà Vinh muốn giới thiệu đến cho các bạn là Racing Boy có mã là VE2K. Hai phiên bản này sẽ có là một là ti trắng, hai là ti vàng. Mức giá của nó thì để Vinh mở hộp ra cho các bạn xem rồi Vinh sẽ báo giá sau. Chúng ta hãy coi về vẻ đẹp của nó trước đã. Thì đối với ti trắng sẽ có giá là 1.830.000 đồng. Ti vàng sẽ có giá là 2.100.000 đồng. Đây, bây giờ chúng ta sẽ xem coi là hai sản phẩm này nhà sản xuất cho chúng ta những gì nè. Đây, sổ bảo hành, hướng dẫn sử dụng, tem tặng kèm, hai bên đều có đầy đủ. Dụng cụ dùng để tăng chỉnh phuộc nè, một lò xo được tặng kèm. Còn bây giờ chúng ta sẽ lấy về cái nhân vật chính ra. Thì đối với cái phiên bản này chúng ta sẽ được tích hợp thêm một chiếc bình dầu khá là đẹp ở đây. Đó, chúng ta có thể thay đổi được thêm độ nén của lò xo. Nó chỉ có một chế độ tăng chỉnh như vậy thôi. À, phần chân trên này Vinh cảm thấy được thiết kế cao hơn so với những cái dòng như là của AB hay là của Quay Game. Chắc là bởi vì làm cao như vậy cho nên cái phần gầm của những cái dòng xe tay ga mà Vinh đang muốn giới thiệu đến cho các bạn thì chúng ta gắp vào sẽ không có bị cạ cứng hay là cắt khoét gì hết. Một cái hay của Racing Boy thiết kế rất là hướng tới người dùng. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phiên bản của VS. À thì thôi, cho coi tiếp cái cây VE mà full đen này đi. Vinh xin lỗi các bạn, nãy giờ Vinh chưa cho các bạn xem cái phiên bản này. Thì nó sẽ là một cái dòng là full đen, ti bên trong của nó sẽ là màu vàng. Nó chỉ có một màu như vậy thôi nha các bạn, nó không có màu đỏ hay là vàng như là cái phiên bản ti trắng đâu. Full đen là nó chỉ có một màu như vậy thôi. Còn bây giờ thật sự chúng ta mới đến với cái phiên bản mã tiếp theo, đó chính là VS. Thì VS chúng ta sẽ có những gì để mình lấy ra. Đây, đây là hai cây của, đây, hai cây này là của VS. Các bạn biết tại sao mà Vinh có thể nhận ra cây nào là cây nào không? Thì chúng ta có thể xem qua những cái thông số ở bên trên đây. Đây, đây là tất cả những cái thông số nè. Đây là cái mã phục đó dành cho cái dòng xe nào và chiều cao. Rồi, hai cây này thì nãy Vinh đã kiểm tra thì có một cây được treo sẵn bên ngoài khu vực trưng bày cho nên Vinh đã đem vô.
Đây, đây là một phiên bản của dòng VS. Đối với phiên bản này sẽ có giá là 2.030.000 đồng. Về kiểu dáng của nó thì cũng tương tự như VE mà thôi, chúng ta không có gì đáng nói. Nhưng VS có giá cao hơn một tí xíu. Chính vì vậy mà nó sẽ được tích hợp thêm một chế độ nữa là tăng chỉnh rebound nơi chân phuộc. Và lò xo của nó cũng sẽ có màu cho các bạn lựa chọn, đó chính là vàng và đỏ. Đó, cây phuộc đơn giản nhưng cực chất. Đó là về phiên bản là ti trắng, còn ti vàng sẽ có giá là 2.300.000 đồng. Đây, đây là cây ti vàng. Đối với cây ti vàng này thì cũng tương tự như vậy thôi, cũng được tặng kèm lò xo đồ này kia, mọi thứ đều full box đúng theo nhà sản xuất. Phuộc thì cũng chỉ là full đen, ti vàng, một cái phiên bản mà cực chất của Racing Boy. Đó, cho các bạn xem cây ti lóng lánh, lấp lánh hoàng kim bên trong nè. Thì cũng có một cái chế độ tăng chỉnh ở đây. Đó, full đen như thế này sẽ thích hợp với những cái bạn nào mà chúng ta đi dàn chân những cái màu nổi bật. Còn những cái bạn nào mà chúng ta đi dàn chân đen hay là bạc thì chúng ta có thể phối phục màu để tăng thêm cái sự nổi bật cho cái phuộc của mình. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với một cái phiên bản khác, đó chính là VD. Thì đối với dòng VD này chúng ta sẽ có hai mã luôn, đó chính là ti trắng cũng như là ti vàng tiếp. Đây, đây là hai phiên bản này. Đây chính là phiên bản là ti vàng. Thì đối với phiên bản ti vàng thì chiếc hộp của nó bên ngoài sẽ có một cái con tem như thế này các bạn. Đối với ti vàng sẽ có giá là 2.670.000 đồng. Để mình xem giá cao như vậy thì nó sẽ đem lợi cho người dùng những cái gì. Ok, sổ sách đồ đi theo cũng tương tự những phiên bản kia thôi. Nó có chỉnh độ nén lò xo nè, chỉnh ngay chân phuộc là rebound. À, thì ra nó cao hơn những cái phiên bản kia về giá tiền một tí xíu, bởi vì nó có tới tận 3 chế độ tăng chỉnh lần nha các bạn. Ở đây nó còn có thêm một cái nữa nè, là dùng để chỉnh compression, tức là chỉnh độ nhúng xuống nhanh hay chậm của một cây phuộc. Và chế độ này chúng ta phải chỉnh bằng lục giác, và lục giác sẽ được tặng kèm cho các bạn bên trong mỗi bốc. Rồi, đó là cây full đen ti vàng. Còn nếu như các bạn lựa chọn ti trắng thì sẽ có giá là 2.400.000. Đây, cây 2.400.000, Vinh sẽ cho các bạn xem cái màu của nó. Thì cũng tương tự như vậy. À, không khác nha các bạn. Khác ở một chỗ là những cái chi tiết chân trên, chân dưới được làm bằng nhôm sẽ là màu đen, chứ không phải là màu trắng của nhôm như hai phiên bản trước đó. Đó, full đen như thế này thì theo cái cảm giác của Vinh thì tạo cho cái phần chân trên dưới nó sự cứng cáp hơn cho cây phuộc. Đó, để lên vậy nhìn cho nó sang trọng. Thì đối với dòng phuộc này chúng ta cũng sẽ có 3 chế độ tăng chỉnh. Đó, trên bình dầu, nơi chân phuộc và lò xo. Cũng được tặng kèm lò xo đi theo luôn nha các bạn. Và lò xo này là sẽ cùng màu đối với lò xo mà các bạn đã chọn ở lúc đầu. Và giá của cây này, Vinh xin nhắc lại giá của nó sẽ là 2.400.000 đồng cho phiên bản là ti trắng. Và đó là về những cái dòng phuộc này mà Vinh muốn giới thiệu đến cho các bạn. Chúng ta có thể tận dụng nó để gáp được cho dòng xe Figo và Zanos. Bởi vì chiều cao của những dòng phuộc này là tương tự như hai mẫu xe đó là 330mm. Nếu như các bạn mua hàng, có thể đến trực tiếp các chi nhánh của shop Hai Bánh hoặc là liên hệ với số hotline là 0938 820202 để được tư vấn hoặc là đặt hàng online. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.